Đấy, gà này. Nên mình kia xong cái đồ này giật lên lấy ít lá chanh. Lá chanh về mình hay làm gà hấp lá chanh. Các bạn đây, phong cảnh ở đây. Ở rừng núi đó. Bây giờ mình ở trên đồi mà nhà mình ở trên rừng núi trên đây có cái hoa mùa này đấy. Đấy. Đóng này để sẵn để chạch đột này để ít chanh dòng bờ ao này là đúng kiểu luôn các bạn nhé. Thấy chưa? Đúng kiểu dòng bờ ao này. Thật đẹp luôn. Cái này hái ít là chanh rồi. Mang về này. Cắp gà các bạn. À, ui, gà gà cầm đầu đi. Đây. Nên ôi xả này hỏng hết rồi. Xả này có đâu đâu nụi hết đâu nữa. Đấy, đây búi xả này các bạn này. Nâu không xuống. Hỏng hết đây. Đây. Giật tạm được vài cây. Giật tạm vài cây mang về. Chán đời. Nhìn rất chán đời các bạn, xả. Nhưng mà còn hơn không có, không có mùi này được mà hấp gà này. Chúng ta không cần đấy mà đây mình cho vào lấy hương vị thôi các bạn, không cần phải nhìn nó đẹp đâu. Đấy. Đây các bạn, hôm nay mình sẽ làm món gà om muối đây các bạn này, quả gà hấp muối đấy. Đây, gà này. Gà, lá chanh xả ớt gừng trước ở trong này đang khỏe đây các bạn. Đấy. Giờ mình sẽ vớt nó ra. Có cái củ đấy cứ để nguyên cho con xả vào đây. Đấy. Còn đây là cây rau này, cây rau xà lách, mình gọi xà lách, còn mọi người gọi là rau diếp. Tí nữa mình để trang trí cho nó đẹp thôi. Ok gọi nhá. Xả này mình vừa đi mua. Bây giờ cho muối vào đây. Xải muối dưới. Mình ở gần đường này nó hơi ồn tí các bạn ạ. Mình các bạn xem video của mình thì thông cảm nhé. Chưa à? Chú ý cho đoạn giữa đó. Đoạn giữa tí thì nó chảy. Nó chảy. Cho đoạn giữa này. Đấy, nót lá lên. Đấy, nót lá chanh xả. Cả chanh này, lá chanh này, củ xả, củ gừng này, đây, gừng này. Cho đây cho nó tí cho thơm, cho ra tay, xả, cho đây để ấy đã, đấy, cho ra tiêu ướp các bạn ạ, cho hết đi cho nó đẹp, cay cái gì cái sa tế này. Không cho muối đâu, mặn đấy. Nó vàng này. Tó này không đúng chín không các bạn này. Hẳn gà tó bự. Nhìn đẹp chưa? Ra trên đầu. Chứ mình chưa làm cái món này bao giờ đâu các bạn nhé. Hôm nay mình làm lần đầu tiên. Nó khiêng qua đi. Đấy. Cho nồi bên này có cháy kìa. Chạm cái cháy kìa.
Nhìn rất ngon. Rất đơn giản, làm món này rất đơn giản các bạn. Không có gì khó cả. Để mua đây. Mang lên nồi bếp đi. Chiếc bếp nhà mình này là vẫn chiếc bếp huyền thoại các bạn nhé. Ngày nào cũng có đèn đun, nếu mà mình làm video là mình nấu đây hết đi này. Mình nhà mình đằng sau nó có lợn gà nó chặt lắm. Phải toàn Việt Nam ở đằng trước rồi. Đấy. Gần cho bạn xem. Diễn viên mình này khói nó hun nó mù mắt luôn. Đấy. Vừa qua mưa xong mùi, mùi mắt luôn. Rất là đẹp luôn. Trong khi chờ đợi mình sẽ đi quay những cảnh hoa quanh nhà mình các bạn nhé, cho các bạn xem. Tí nữa lúc nào chín thì mình sẽ trở lại. Đấy, trong khi chờ đợi nồi gà trên này các bạn, đấy, ngay đây được. Thì lại tiếp tục trở lại với cây rau xanh này. Rau này ăn sống ngon lắm đây các bạn này. Rất là ngon luôn. Tí em xếp ra mâm trang trí thôi, xong rồi ăn kèm cái thịt gà kia. Đấy, hai vợ chồng mình đi kêu quả quả cóc này. Đấy, một quả. Đấy kia bùa. Đấy, sau một hồi đi đập thì mình đập vài quả đây các bạn này. Đấy, sau một hồi làm đã chín đây các bạn ơi. Đấy. Wow, ngon chưa. Đấy. Đấy. Cô diễn viên nhà mình cô ấy lấy con gà ra đây, đấy nhìn ngon kiểu hồ quả thơm ý, ui dồi ôi ngon luôn, nhìn ngon chưa, đặt nồi bên này thì đấy nhìn hoành tráng thế, nhìn này. Đấy, bây giờ mình pha chế nha, pha chế nước chấm các bạn nha. Nước chấm của gà này thì đơn giản thôi. Súp này, cho bột ớt này. Đấy các bạn, bột ớt. Đấy, bột ớt này. Ớt này ớt bột ngon đúng không? Không phải là bình thường, cay lắm đó. Có vị thơm của con gà này, vị chua chua của quả cóc này, ăn rất là bùi và ngon.
đỡ ngán ăn mấy quả này, đỡ ngán.